nói một hồi. Ok, bây giờ mọi người thấy cái screen của Hiền rồi đúng không? Bây giờ hôm nay đó mình sẽ nói về một cái đề tài năm ngoái mình nói rồi và năm nay nói lại. Mình sẽ cố gắng là nói cho nó rõ hơn một chút là một, hai nữa là tại vì mình nói lui nói lại nhiều lần với là năm nay mình qua những cái căn bản nền tảng để mà build up cái này nó tốt hơn là những năm khác. Nên hy vọng là lần này nó sẽ make sense. Thì hôm nay mình sẽ là trộn, tức là mình blend ba tấm hình lại với mục đích là mình làm giống như HDR đó, tức là mình tạo ra cái ánh sáng và cái dynamic range cho nó tốt hơn cho một tấm hình, cái bằng cái phương thức mà dùng bằng tay để mà làm hết. Thì năm nay mình sẽ show quý vị cách làm bằng tay rồi chỉ dùng cái mask hoặc là Blend để mà đóng mấy cái phần lem thôi, còn ngoài ra mình làm bằng tay hoàn toàn. Okay. Sẽ show quý vị coi coi làm sao. Okay. Thì trước nhất á, mình sẽ load ba tấm hình mà Hiền đăng lên cho quý vị download vào trong một cái vào file đấy, xuống scripts, xong rồi mình xuống load files into stack, okay. Rồi mình bấm như vậy thì cái dialog box này nó sẽ hiện ra, thì mình sẽ bấm cái browse, okay, để mà mình mở ra tìm thấy những cái tấm hình mình muốn, rồi mình sẽ load ba tấm hình vào cùng một lúc. Thì mà khi mà nó đã tới đây rồi đó thì quý vị thấy là cái dialog box này ở dưới này nó có một cái checkbox nó gọi là attempt to automatically align source image. Tại vì ba tấm này là mình chụp supposedly là giống y nhau, chỉ có thay đổi cái cường độ ánh sáng thôi. Okay, thành ra ba cái đó nó phải line up với nhau perfect, nhất là nếu mà quý vị dùng tripod để quý vị chụp thì hy vọng là nó line up 100%. Nhưng mà nếu mà mình chụp bằng tay có được không? Được, nhưng mà nó sẽ không có line up dù cho mình chụp tripod đi nữa đó, chưa chắc nó đã line up, tại vì lúc mà gió nó thổi hoặc là mình accidentally mình brush by cái tripod thì nó có thể move. Thì khi mà mấy cái tấm hình mà nó không có align với nhau đó, cái lúc mà mình mà blend nó together thì nó sẽ bị mờ, tại nó không có align lắm. Thế thành ra cái việc mà Hiền recommend là mọi người phải check cái automatically align. Đấy, đó là cái đầu tiên mình làm. Rồi mình bấm OK. Thì nó sẽ load ba tấm hình vào cho mình. Okay, bây giờ đó cái question là sau khi mà nó align cho mình rồi á, mình có cần phải check lại không? Thì cái answer là cũng tùy. Okay. 98% of the time là quý vị không cần check, nhưng mà personally là hiện đã thấy là sau khi mình làm rồi nó vẫn bị wrong. Hiếm lắm nhưng mà có wrong. Thành ra cái idea là quý vị không cần phải check, nhưng mà khi mà quý vị blend thấy nó hơi mờ thì lúc đó phải là trở lại check lại. Okay, thì bây giờ đó I may as well show you how to check. Nếu anh Ok. show me download lại đó anh. Chào chị. Dạ, nhờ anh show cái cách load vô lại đó nên nó không có mấy cái. Load ba tấm hình vô đó anh. Ok, có cần thiết không vậy? Ờ, Ok, hiện sẽ load lại. tại vì load cái kiểu của anh. Cái này cũng làm nhiều lần rồi mà, ok, làm lại cũng không có chết gì hết. Ok, bây giờ mình làm lại nha. Mình vào file. Ok. Rồi mình chạy xuống cái script. Okay, xong rồi mình chạy xuống load files into stack. Tại sao? Tại vì mình muốn ba cái tấm đó nó vào cùng trong một cái file. Thế nếu mà mình load cái kiểu bình thường là mình có ba cái file rồi mình phải nhập. Tí nữa mình show luôn cái cách nhập luôn để cho quý vị biết.
Thì bây giờ đó vào đây thì mình bấm browse, ok, rồi mình chọn ba cái tấm mà mình muốn, đúng không? Mình chọn, mình highlight all of them. Rồi mình bấm ok. Rồi mình sẽ check cái align automatically, đúng không? Bao giờ cũng check hết. Rồi bấm ok. Thì nó sẽ load ba tấm vào, đúng không? Bây giờ thí dụ như là nếu mà mình có ba tấm mà mình quên, mình chỉ load có hai thôi, hoặc là mình có bốn tấm mà mình chỉ load có ba thôi, thì làm sao? Mình có phải load lại từ đầu không? Not really. Hiện sẽ show cho quý vị, nếu mà quý vị mà load ba, một tấm, hai tấm, ba tấm mà riêng nhau đó, ví dụ như vào đây, okay. Hiện open thêm một tấm nữa, tấm này, okay. Rồi hiện mở nó ra, thì nó sẽ vào vào trong ACR, rồi mình nói ok open, thì nó sẽ nhảy qua bên Photoshop, đúng không? Nhảy qua Photoshop ở một dạng nào, ở một Đây phần là khác, cái battery này rồi cái speaker này rồi cái wifi rồi cái kết. hello chị nói với Hiền hả chị? Chị cần cái gì? Không không có đâu, chỉ tôi mail chị rồi. Ok, xin lỗi. Nói từ đâu rồi hả? Ok. Ok, bây giờ mình có một cái là ba tấm, đúng không? Xong rồi. Mình có một cái tấm này nữa là bốn tấm. Mà bây giờ cái tấm này nó nằm ở ngoài thì mình phải làm sao? Thì cũng có một số cách để làm. Cách dễ nhất là quý vị chỉ là vô highlight cái tấm hình mà lẻ, đúng không? Tấm hình lẻ. Rồi mình vào đây. Mình bấm vô cái background nó nè. Rồi mình kéo nó lên qua cái tấm phía bên kia, okay. Kéo lên nhưng mà đừng có thả ra, ok, kéo lên xong rồi đó, kéo rộng mình, cho nó không có bật gì hết. Quý vị có theo kịp không nhỉ? Cái này nó don't really show me the correct one, làm lại. Nó work nhưng mà nó không có show quý vị. Bây giờ là mình mình hello. Dạ, thưa các câu hỏi là khi mà anh mở ba tấm hình đó thì anh phải click đó, ba ba tấm đều là JPEG hết phải không, thì anh phải highlight ba tấm đó lên một lượt khác phải không, thì khi mà anh vô file rồi anh vô script thì nó mới show trong cái file đó là ba cái tấm hình đó together on the list không anh. Cái lúc mà anh mở là cái chỗ lúc mà ra tấm hình Không thì cái đó là chị vào chị chọn ba tấm thì cái ba tấm nó mới hiện ra, ok, làm lại nè. Mấy cái này đăng lại quý vị đã biết hết rồi, tại sao bây giờ mình vẫn không biết gì hết vậy nè. Ok, bây giờ mình làm lại nha, cái này từ đầu ok đến mà. cuối nha. Nhưng mà có hai người hỏi, ba người hỏi là mình Có biết người là hỏi sẽ là bị cái tấm thứ problem rồi. tư đó. Ok, thì bây giờ nó làm lại từ đầu nè. Cái khi mà mình có hai ba hai tấm trở lên nhưng mà mình muốn bỏ vào trong một một cái file thôi, tức là nó có nhiều cái layer, đúng không? Cái đó nó gọi là cái stack. Ok, thì cái mình phải là vô cái file nhưng mà mình xuống cái scripts. Ok, xong rồi mình vào trong cái load files into stack. Ok, mình bấm thì cái này nó sẽ hiện ra. Bây giờ mình phải bấm cái browse để mình đi tìm mấy cái tấm hình. Bây giờ cái này nó đâu có biết là tấm hình nào mình muốn làm đâu, đúng không? Thành ra mình bấm cái browse. Rồi mình phải đi tìm
cái directory nào cho nó đúng hiện là tại vì đã xài rồi thành ra nó hiện lên liền. Nếu quý vị tìm không phải đi tìm không, ví dụ như là nó nằm trong picture thì mình phải vô picture mình tìm đúng không, xong rồi mình mới tìm đúng cái folder của mình đúng không, mình vào đúng cái folder rồi mình phải vô cái folder mà mình muốn, tức là mình tìm. Khi mình tìm được cái folder mình muốn rồi á, mình muốn load cái gì, trong cái thí dụ này mình sẽ load cả ba tấm này, thành ra mình bấm một tấm, mình có thể hold down cái control key để mà mình bấm, hoặc là mình muốn ba tấm thì mình hold down shift key mình bấm cái cuối cùng nó nhảy hết. Cái này là tiêu chuẩn của Windows thôi đúng không, không có gì đặc biệt hết. Rồi mình bấm ok, thì khi mà mình bấm ok thì nó sẽ vào đây ba tấm mà mình đã chọn. Có ai có câu hỏi không? Cái này là tiêu chuẩn của Windows thôi đúng không, chưa có cái gì khác hết. Ok rồi, bây giờ đó khi mà mình vào đấy rồi á, tại vì ba tấm này là mình muốn nó là ba tấm thường là giống y như nhau, thành ra khi mà nó giống y như nhau á, mà nếu mà nó bị méo một chút á, thì sau khi mà mình mà trộn vô nó sẽ bị mờ. Thành ra mình bao giờ cũng nên bấm cái align automatically. Đấy, xong rồi mình bấm ok. Ok thì nó sẽ load ba tấm này vào. Bây giờ chị Nina với có biết về cái này chưa? Biết rồi đấy. À không. Ok, rồi. Rồi bây giờ nè. Thôi đủ rồi, hiện không có muốn nói nhiều quá ra khỏi cái đề tài. Bây giờ mình gói tấm này rồi, mình sẽ là bắt đầu landing. Thì bây giờ đó hiện sẽ nói cho quý vị một cái số gọi là workflow hoặc là cái thought process. Cái thì khi mà mình đã chọn ba cái tấm này rồi thì mình có một vài điều mình cần phải make sure. Một là mình dù cho mình đã automatically align rồi nhưng mà mình nên check nữa. Nếu mà không check á, thì sau này mà thấy bị mờ thì mình phải là trở lại mình làm lại, mình mất công. Tại mình đã làm rồi mà mình mới thấy nó mờ đúng không? Nhưng mà mờ rồi á, mình về mình sửa lại cũng được. Nhưng mà nếu mà muốn check bây giờ trước nhất cái thought process trước. Thật ra cái này không có cần thiết nhưng mà hiện á, là cái thought process hiện bao giờ cái tấm tối nhất thì cũng đem lên trên đó. Đấy, đem tấm tối nhất lên lên trên, cái đó là just my personal preference thôi. Quý vị làm sao cũng được nhưng mà thường thì cho cái tấm tối nhất lên trên, rồi cái tấm tối thứ nhì ở giữa và cái tấm sáng nhất ở dưới, vậy thôi. Ok thì cái thought process của hiện nó work như vậy, quý vị không cần phải theo nhưng mà mình phải biết cái cách mà mình trộn. Ok xong rồi, bây giờ là nếu mà mình mà muốn check coi cho nó có align ok không thì có hai cách. Bây giờ đó cái cách dễ nhất là quý vị coi coi cái phần nào quý vị care, tức là nó phải line up trên cái phần mình, nếu nó không line up nó sẽ bị mờ, cứ nhớ như vậy. Thành ra thí dụ như đây là cái phần hiện muốn nó line up là cái nhà này đúng không, thì mình sẽ blow nó up lớn như vậy để cho mình thấy. Pull down space key move nó. Ok, mình nhìn mấy cái edge này nè. Thì bây giờ đó quý vị thấy qua đây không, hiện qua đây nè, thì có cái con mắt đúng không, khi mà mình tắt cái con mắt đi tức là cái layer đó nó biến mất. Thì bây giờ mình nhìn cái line đó nè, khi mà mình tắt nó đó, coi coi cái roof đó, cái này nè, mình coi cái này nó có nhảy không. À, trong thí dụ này nó không có nhảy gì hết, thấy không, không có nhảy, không có nhảy gì hết, nó đổi ánh sáng thôi đương nhiên, mà cái line nó không có nhảy tức là mình biết là nó không có bị misalign đúng không. Đó là một, nhưng mà cái này chỉ check được có hai tấm một lúc thôi, mình có đến ba tấm thành ra mình phải là mình sẽ vào đây mình tắt
cái thằng đầu đi, highlight cái thằng thứ nhì, đúng không? Rồi mình tắt cái thằng thứ nhì đi để nó lòi ra cái thằng thứ ba coi coi nó có nhảy không. Cũng không nhảy. Thành ra mình biết là nó align ok ở cái chỗ mà mình cần nhất. Nếu mấy cái chỗ kia mà nó misalign mình cũng không care. Cái chỗ nào mà mình care nhất thì mình check cái chỗ đó. Cái đó là một cái cách đơn giản mà cũng rất là hữu hiệu. Còn một cái cách khác là mình dùng cái blending mode difference để mà mình check. Đấy, ví dụ như đây nè. Điền vào cái on top. Điền bấm cái difference. Thì quý vị thấy cái difference này nó có cái đặc điểm, nếu mà mình lấy cùng một tấm hình mà mình duplicate hai tấm giống nhau mà mình bỏ vô cái blending mode difference, thì nếu mà nó không khác cái gì hết thì nó sẽ là hoàn toàn màu đen, nó không có show mình cái gì hết. Là nhưng mà trong trường hợp này nó đâu có hoàn toàn đen, đúng không? Cái lý do nó không hoàn toàn đen thì tại vì hai cái tấm hình này nó không có giống nhau. Nó giống nhau nhưng mà cái cường độ ánh sáng nó khác nhau, thành ra mình vẫn thấy được. Nhưng mà khi nào mà quý vị thấy như vậy thì quý vị biết là nó không có align nào. Để hình vào đây hình move nó cho quý vị coi. Khi mà hình move nó cái nó misalign một cái là mấy cái cạnh của nó biến thành màu trắng liền. Quý vị thấy không? Nên khi mà mình nhìn như là mình biết là misalign liền. Nếu mà hình kéo nó vô vậy nó hết, nó hết thì sao, là không có bị miss, kéo nó lên vậy sáng như vậy là mình biết nó misalign liền. Ok, đó là cái difference. Ok, rồi dĩ nhiên là mình phải làm hai lần tại vì mình có ba tấm nhưng mà hình sẽ không có show cái lần thứ nhì. Ok, bây giờ mình sẽ đổi nó qua lại normal lại. Ok, trong này sẽ bấm Control Zero để mà set nó ở cái dạng này. Ok, có ai có câu hỏi thì cứ hỏi nha, giống như quý vị thường làm. Chúng tôi hiện sẽ move on. Rồi bây giờ đó, đó là một cái mà mình check. Cái thứ nhì á, còn quan trọng hơn nữa. Khi mà mình muốn blend ba tấm này là cái lý do mình muốn blend là tại vì khi mà mình ra chụp, nhất là chụp cảnh như vậy nè, mà chụp hoàng hôn, bình minh hoặc là bất cứ lúc nào thì cái bầu trời thường là nó quá sáng. Okay. Cái mặt đất mà nhất là những cái mà ở trong shade đó, nó bị che này nọ thì nó sẽ quá tối. Thành ra khi mà mình chụp một cái tấm hình, một tấm thôi á, thì nó không có đủ, cái máy hình nó không có đủ sức để mà nó bắt cái sáng nhất với là cái tối nhất. Hiểu không? Đó khi mà trong trường hợp đó thì mình sẽ chụp hai tấm hoặc là ba tấm hoặc là bốn tấm hoặc là năm tấm tùy mình, thì rồi mình về mình sẽ ghép nó lại. Cái đó là cái lý do tại sao mà mình học cái cách blending hôm nay. Nếu quý vị chưa có bao giờ mà chụp multiple hình đó, thì bây giờ quý vị biết thì mình cũng có thể set nó để chụp HDR, máy nó tự động nó chụp HDR cho mình cũng được, nhưng mà mình có thể dùng cái nó gọi là gì ta, exposure bracketing, đúng không? Bracketing. Thì mình dùng cái exposure bracketing để mà mình chụp multiple tấm, nó có cái cường độ ánh sáng khác nhau, tức là cái exposure nó khác nhau. Thì thường là mình cần một cái tấm để cho cái phần sáng nhất của cái cảnh nó được cái máy nó ghi vào đúng, rồi cái phần tối nhất mình phải điều khiển cho nó sáng đủ để cái phần tối nhất nó được ghi vào trong cái máy hình. Ok, rồi mình chụp một cái tấm hình trung bình để mà nó catch the rest of it. Hiểu không? Thường là mình chụp ba tấm trung bình, nếu mình muốn chụp hơn cũng được, mà nếu mà mình không cần thì mình cũng có thể chụp hai tấm được. Thì trong cái thí dụ này mình có ba tấm, khi mà mình blend á, mình blend hai tấm một lúc. Nên nếu mình có 3 tấm thì mình phải blend bao nhiêu lần quý vị? Blend 2 lần, đúng không? Mình không có thể nào blend 3 cái cùng một lúc được. Cũng có thể nhưng mà rất là khó. Tức là nó sẽ làm cái đầu óc của mình nó nổ tung lên luôn.
thì mình làm 2 lần là mình chắc không. Ok, thì đây nè quý vị thấy là cái quan trọng nhất của mình đó là mình phải biết là mình blend cái gì. Ok, mà trước khi mà mình nói về cái blend của mình đó, thì bây giờ anh nhắc lại là mỗi chủ nhật khi mà anh chị anh phê bình hình của mình thì mọi người đều rất là thích thú để mà nghe, đúng không? Tại vì mình học được rất là nhiều. Thì quý vị nhớ là khi mà anh chị anh nói, bao giờ anh cũng nói là ôi background sáng quá mới làm cho nó tối, chứ không thôi là con mắt của mình nó bị kéo vào đó, đúng không? Thì đó, cái đó đó là khi mà cái con mắt của mình á trời sinh ra đó, là cái nào mà nó có gây ấn tượng cho mình sẽ nhìn. Thì gây ấn tượng là con mắt của mình, đó là mình thấy cái nào mà sáng sủa đó, là mình nhìn cái phần sáng trước, đó là một. Rồi thỉnh thoảng anh chị anh cũng nói là cái nào mà màu mè mà tươi quá đó, sặc sỡ lắm đó, thì con mắt mình nó cũng là chú ý ở đó. Ví dụ như quý vị có một cái scene đang xám xám xanh xanh vàng vàng, tự nhiên có một cái cô mặc áo đỏ chói lọi đứng ngay đó, thì guarantee là con mắt quý vị sẽ nhìn vô cái áo đỏ trước rồi tính xong, đúng không? Thì đó là human nature. Thành ra cái màu nó rất là quan trọng, nó sẽ kéo cái lôi cuốn cái attention của mình vào trong cái màu. Có thêm một cái nữa, ít nói, mình ít nói trong hội nhưng mà mọi người đều biết là những cái gì mà có nhiều tương phản, cái gì mà thiệt là sharp, là rất là rõ nét, thì con mắt mình sẽ kéo vô đó. Okay, thành ra ba cái yếu tố chính đó nó sẽ kéo cái con mắt mình vào. Ok, mục đích của mình là sao? Mình blend ánh sáng thôi, đúng không? Đúng không? Nhưng mà thật ra cái đó cũng không hoàn toàn đúng. Mình sẽ làm màu, mình sẽ làm một số khác nữa, thì nhưng mà cái chính đó là cái mình blend cái ánh sáng. Thành ra mình cần phải biết cái ánh sáng nó đi từ đâu tới đâu. Những cái phần nào mà mình muốn làm sáng, mình phải biết là cái ánh sáng nó đi từ hướng bên trái nó qua bên phải, hay là từ trên nó chiếu xuống, hoặc là từ dưới chiếu lên. Mình phải biết cái chiều ánh sáng, tại khi mà mình sửa ánh sáng mà nó ngược với cái ánh sáng thật đó, tức là cái tấm hình mình nó sẽ bị hư, nó sẽ bị bể, người ta nhìn là nó biết mình fake. Okay, thành ra cái đó mình cần phải biết. Thì hôm nay mình sẽ show quý vị cái cách dùng nhìn cái ánh sáng trước khi mà mình quyết định là mình làm, mình nhìn ánh sáng trước. Ok, thì đó, ví dụ như quý vị nhìn tấm hình này. Ok, thì quý vị nghĩ là cái ánh nắng mặt trời nó đi từ đâu? Từ phía trái qua bên phải, hay từ bên phải qua bên trái, hay là từ chính giữa đi lên? Có ai đoán thử không? Từ trái qua phải hả? Dạ đúng rồi chị. Không, chị nhìn tại sao? Tại sao mình biết? Tại vì bên trái nó sáng hơn, đúng không? Đấy. Rồi, bây giờ đó, thí dụ thay vì mình nhìn này, mình nhìn cái này, mình có thấy được không? Cũng được, nhưng mà nó hơi khó hơn chút, đúng không? Nhưng mà một cái đó, bây giờ mình nhìn cái này đó. What about cái này? Mình có thể đoán được cái chiều ánh sáng không? Cũng được nhưng mà khó hơn, đúng không các bạn? Tùy trường hợp, đúng không? Rồi đó, một cái for sure đó, mình nhìn cái này là mình không biết là chụp ở lúc mà hoàng hôn, đúng không? Tại cái này nó sáng quá. Mình nhìn cái này mình không biết là mình chụp ở hoàng hôn. Tùy trường hợp, tới đây là mình bắt đầu mình đoán ok nó hoàng hôn. Nhưng mà mình nhìn cái này nè, cái này là mình đoán là hoàng hôn. Mà cái này á, là hoàng hôn hoặc là bình minh. Thật ra bình minh với hoàng hôn cũng khó đoán, nhưng mà mình nói là sunset hoặc là sunrise liền, đúng không? Không có mistake. Rồi, thành ra đó có một cái mẹo để mà mình coi ánh sáng rõ hơn. Tại vì sao? Con mắt của mình nó, mình nhìn cái gì, mình nhìn chẳng những là ánh sáng mà mình còn nhìn màu, chẳng những mình nhìn màu mình còn nhìn chi tiết.
Thành ra nó có nhiều yếu tố quá, nó sẽ làm cho cái đầu mình rối. Nên nếu mà mình làm cho nó đơn giản hơn thì mình sẽ giúp cho mình. Thì cái này không có cần phải làm, nhưng mà thì may as well show you những cái trick để mà mình làm Photoshop cho nó dễ. Ok, là cái việc đầu tiên đó, nếu mà mình loại bỏ cái màu đi thì nó dễ nhìn hơn, đúng không? Cái này là hiện nói về ánh sáng. Thì mình vào trong này, vào hôm nay á, mình đổi nó qua đen trắng. Đổi qua đen trắng thì cái màu nó không còn nữa, mình không kêu về cái màu. Nhưng mà cái này chi tiết vẫn còn nhiều quá, đúng không? Chi tiết nhiều quá nó sẽ phân chia cái đầu óc của mình. Mình chỉ muốn nhìn cái ánh sáng, mình muốn nhìn cái gì khác. Thì bây giờ ra thêm một cách nữa đó, là mình sẽ create một cái nữa, một cái adjustment layer nữa gọi là posterize. Thì cái này nó làm cho cái detail nó mất đi. Okay, nhưng mà cái này vẫn còn detail nhiều quá. Mình sẽ giảm cái level xuống, all the way to level 2. Đấy là cái không, mình không có giảm đơn giản hơn được nữa dùng cái scheme này. And this is what you get. Okay. Rồi bây giờ đó, để mà mình làm cho nó dễ đó, mình sẽ highlight hai thằng này lại. Để làm như vậy, để hình group nó lại, làm control G để mình group. Tại sao mình lại group nó lại? Để cho nó gọn, là một hai nữa là mình có thể bật tắt nó bằng cách bấm một cái thôi, đúng không? Mình bấm con mắt. Rồi bây giờ nè, với cái này nè, quý vị nhìn là thấy ánh sáng nó ở đâu? Ánh sáng nó ở trên bầu trời là đa số, đúng quý vị. Nếu mà quý vị mà xài cái tấm hình này, quý vị nhìn vô con mắt mình nó sẽ stuck ở trên cái trời, không có đi đâu hết. Như vậy là mình làm hai ba phần là mình đã fail rồi. Cái tấm hình mình người ta stuck ở trên cái bầu trời. Bầu trời thì tương đối khá đẹp, nhưng mà cái bầu trời không không có đủ, đúng không? Tấm hình này là không có được. Đó là một cái cách giúp. Rồi bây giờ mình tắt cái nhì để mình nhìn mỗi cái nó mỗi khác, đúng không? Cái này chắc chắn cái bầu trời là mình sẽ con mắt mình nhìn nó trước, sau đó mình chạy xuống đây một chút, rồi mình qua bên phải này một chút thì cái này nó cũng đỡ, nhưng mà nó cũng chưa có effective lắm. Ok, bây giờ mình xuống cái này thì cái này đó mình biết chắc là phía trên nó quá sáng rồi, một phần ở phía dưới này, phần phía dưới này nó cũng quá sáng, đúng không? Phần dưới này nó cũng quá sáng. Phía bên này là good. Tại vì sao? Tại vì cái ánh sáng phía bên trái nó hắt qua bên phải nó sẽ sáng hơn bên trái nó tối hơn một chút, nhưng mà maybe quá sáng. Thì tùy, thành ra mình sẽ nhìn mấy cái này mình có thể biết được là cái ánh sáng nó đi đâu, rồi mình muốn cái gì. Ok, thành ra bây giờ mình có khái niệm rồi đó. Bây giờ mình trở lại mình nói nè, mình nhìn nè. Mình nói obviously cái bầu trời này nó màu mè rất là đẹp. Mà mình cũng không có muốn nó sáng lắm, thành ra cái bầu trời của cái phần sáng nhất đi gây tối nhất là ok, đúng không quý vị? Ví dụ thôi, quý vị không cần phải đồng ý với Hiền, nhưng mà this is like I'm telling you what I'm thinking. Thì cái mà Hiền think á, là cái tấm tối nhất á, là cái bầu trời ok, Hiền sẽ xài cái bầu trời của cái tấm tối nhất. Ok, có ai có câu hỏi nào nữa không? Tức là Hiền quyết định trong đầu Hiền á, là Hiền sẽ lấy cái bầu trời của cái tấm tối nhất. Ok, sau đó cái tấm thứ nhì. Tấm thứ nhì thì Hiền thấy cái phía bên trái là cái dãy nhà mà bị che nắng, nắng ở phía sau không có tới được, thì nó phải hơi tối một chút, thì cái cường độ tối của cái này perfect cho cái đó. Thành ra cái phía bên trái của cái nhà Hiền sẽ xài cái ở giữa, Hiền quyết định như vậy. Okay. Cái bên phải này vẫn hơi tối. Okay. Hiền muốn, tại vì ánh sáng nó hắt vô mà Hiền muốn sự chú ý của người coi, Hiền muốn chú ý hơn là cái bầu trời. Thành ra Hiền sẽ làm cho cái thằng bên phải nó sáng như là cái ở dưới. Okay. Thành ra nhắc lại nè, cái bên phải là cái phía dưới cùng,
Okay. Rồi một phần của cái dưới cùng là hiện cái đem lên trộn chung với là cái này cho mấy cái foreground. Foreground này quá tối đúng không? Của cái thứ nhì đó quá tối. Cái này là còn tối bà họ. Mình không nói rồi. Cái này nó vẫn quá tối, hiện sẽ trộn cái số 1 với cái số 2 một chút để cho nó sáng hơn là cái phần foreground. Còn cái phần bên phải thì hiện sẽ lấy của cái sáng nhất hoàn toàn. Ok. Rồi, cái phía bên trái hiện sẽ lấy hoàn toàn của cái thứ nhì. Và cái bầu trời hiện sẽ lấy hoàn toàn từ cái đen nhất. Ok, có ai có câu hỏi không? Bây giờ mình nhìn ba cái tấm này mình phải quyết định là mình làm cái gì. Thì Hiền đã quyết định cho cái tấm hình của Hiền là Hiền làm như vậy. Nếu mà quý vị không có đồng ý cũng sao, cái tấm hình của quý vị làm theo ý quý vị thế nào tốt nhất có thể là được. Nhưng mà bây giờ quý vị tạm thời phải chấp nhận cái của Hiền đi, tại vì đó là cái mà Hiền sẽ làm đúng không? Rồi thường nó là Hiền dùng cái thought processor tối ở trên là tối nhất, ở dưới sáng nhất, nhưng mà khi mà Hiền ghép đó, Hiền ghép ngược lại, tức là Hiền ghép từ dưới lên trên. Vậy tức là trước nhất đó mình ghép là mình chỉ ghép hai tấm một lúc thôi đúng không? Thành ra Hiền sẽ bỏ cái tấm màu đen nhiều nhất, Hiền sẽ trộn cái tấm thứ nhì, tức là cái tấm ở giữa với cái tấm sáng nhất. Không, thì ở phía trên mình chưa có mask, mình chưa có cái gì hết. Đang, mình sẽ thấy cái tấm phía trên mà cái tấm phía dưới bị che hoàn toàn đúng không? Trừ phi mà mình bấm cái này thì cái tấm phía dưới nó hiện ra, còn không thôi tấm phía trên. Bây giờ nè, cái cách mà thực tiễn đó Hiền nó mấy năm trước là Hiền nói với quý vị nhiều cách làm rồi quý vị là get confused không biết nên làm cái gì. Lần này đó, Hiền show với quý vị cách làm dễ nhất và nhanh nhất, không cần phải là tốn nhiều công, là cái cách mà mình dùng bằng tay hoàn toàn. Mình sẽ dùng cái mask hoặc là cái blend để mà chống lem thôi. Ok, còn ngoài ra là mình làm bằng tay hết. Ok, thì hiện nó show với quý vị nè. Bây giờ đó mình muốn trộn hai thằng đúng không? Mình muốn cái gì? Mình muốn cái phía bên phải. Mình muốn cái dãy nhà bên phải này. Mình muốn cái dãy nhà bên phải này. À, từ phía dưới, tức là phía trên phải bị che, phía dưới nó hiện ra. Rồi mình sẽ mix một phần của cái foreground, phần foreground, mix một phần foreground với trên với dưới. Ok, và vậy thôi. Ok, tức là mình sẽ làm hai thứ. Thành ra mình á, khi mình làm bằng tay á, tức là mình dùng cái mask mà mình sơn bằng tay, à, cái phần chính, cái mask mình sẽ làm cái màu trắng. Tại sao? Tại vì á, bây giờ đó mình chỉ muốn một cái phần nhỏ của cái phía dưới nó lên thôi, đúng không? Thành ra mình chỉ cần sơn cái phần nào nhỏ nhất thì mình sơn, càng ít thì càng đỡ tốn công đúng không quý vị? Thành ra mình làm cái mask trắng, mình chỉ cần sơn những cái phần mà mình muốn lòi ra thôi, cái đó nó ít hơn là cái phần mà không muốn lòi. Thành ra mình chọn cái màu trắng vậy thôi, chứ không có đơn giản. Mình có thể chọn cái màu trắng hoặc là màu đen. Mình chọn cái màu trắng trước, xong rồi mình dùng một cái cò màu đen đúng không? Cái này cái mask mà màu trắng thì mình chọn cò màu đen đúng không? Thì bây giờ mình chọn cái cò rồi, nó happen to be màu trắng, thì mình có thể là bấm cái này hoặc là mình bấm chữ X để mình đổi cách đúng không? Đổi qua màu đen. Rồi mình sẽ đổi cái flow qua ví dụ 45. Ok, rồi hiện sẽ paint nè. Paint là không, rồi bây giờ hiện có sợ bị lem không? Không. Tại vì sao? Tí nữa hiện sẽ thay cái bầu trời anyway, thành ra hiện make sure là hiện lem qua cái bầu trời. Ok, tức là hiện trà cho cái bầu trời nó lem mình ok. Thành ra chỉ là
10 giây là xong. Đúng không? Rất là dễ. Tức là mình đã cho cái phần sáng phía dưới lên rồi. Just like that. Thêm một chút. Don't care. Tí nữa mình sẽ sửa. Ok, đó là một. Rồi, cái plan thứ hai là mình sẽ trộn một phần cái này cho nó sáng hơn, đúng không? Mà mình không muốn nó sáng hoàn toàn. Là mình sẽ trộn, thành ra mình phải đổi cái flow xuống cho nó thấp. Từ 10% là tối đa thôi. Ok. Rồi mình cũng sơn đen nữa, nhưng mà mình cẩn thận là mình sơn sơ thôi. Okay. Thì mình mà sơn sơ như vậy á, thì nó sẽ sáng ít ít. Mình không muốn nó sáng nhiều quá. Okay. Mình muốn cái foreground nó sáng lên một chút, nhưng mà mình không muốn nó sáng sáng như là cái phần phía dưới. Ok, phần này mình muốn đen như vậy, maybe mình touch up một vài cái cho nó sáng lên một chút. Ok, này maybe sáng hơn một chút nữa. Ok, như vậy là mình trộn là xong rồi. Đúng không? Thì đó, bây giờ mình có cần phải là sửa cái lem này không quý vị? Quý vị nghĩ là mình cần nên sửa ngay bây giờ không? Đương nhiên là mình sẽ sửa đấy, mình cũng cần phải sửa liền không? Ai nói sửa liền, cái nói không sửa. Ok, bây giờ này mình nhớ là cái gì? Mình nhớ là tí nữa mình sẽ lấy cái bầu trời của thằng này, đúng không? Thằng này là mình chưa làm. Mà một khi mình xài cái này rồi đó, là mình sẽ che nó lại, mình không sợ bị lem cái đó nữa. Thành ra cái lem này nó không có thành vấn đề. You don't have to do anything to it. Là mình xong rồi. Phần này là mình xong rồi. Mình blend cái thứ nhất với cái thứ nhì xong rồi. Mình đặt. Bây giờ mình ready để mình blend cái top. Mình blend cái gì? Mình quyết định cái gì? Có ai nhớ không? Nhắc lại cho mình đi. Mình muốn cái gì từ cái tấm đen nhất này? Cái bầu Bầu trời đấy. trời. Vâng, đúng rồi, chính xác. Mình muốn bầu trời, mình còn muốn cái gì khác không? Not really. Đúng không? Trời. Maybe một chút xíu ở đây nè. Chỗ này maybe nó hơi sáng. Nếu mà sáng quá mình sẽ làm một chút xíu touch up. Nhưng mà 99% là cái bầu trời thôi. Đúng rồi này. Ok. Thành ra mình sẽ paint cái bầu trời, đúng không? Bầu trời á, là nó ít hơn hay là nó nhiều hơn so với mấy cái khác? Ít. Ít hơn, đúng không? Ít hơn. Mình là lười, hiền là lười. Hiền lười ít hơn thì Mắt màu hiền đen. muốn paint cái phần ít hơn, thành ra hiền thay vì làm màu trắng, hiền làm màu đen. Được không quý vị? Được, đúng không? Thành ra that's what I'm going to do. Muốn làm cái mask màu đen thì mình làm sao? Pull down your Alt key. Rồi mình bấm cái mask. Ok. Thì bây giờ là cái phần ở dưới nó hiện lên 100% tại vì cái mask mình màu đen. Bây giờ hiện sẽ paint nó vô bằng màu gì? Cái này Trắng. màu đen thì mình sơn màu trắng gà. Cảm ơn. Đấy, thành ra mình vô đây bấm X hoặc là mình bấm cái này đổi qua màu trắng, đúng không? Rồi mình muốn nhanh, mình bật nó lên khoảng chừng 50%. Đấy, rồi mình chà chà phía trên trước. Lem mình có sợ không quý vị? Not really. Sẽ là chống lem sau. Ok. Thành ra mình sơn cái này chỉ tốn vỏn vẹn có 5 giây thôi. Nếu mà hiện không cần phải nói gì hết. Cắm cúi mà làm 5 giây. Xong, đúng như vậy. Lem, tùm lum. Mình có okay không? Không. Tại vì sao? Tại vì mình sẽ sửa. Đấy, rồi giống như này nói, thì muốn phần này tối hơn một chút đi. Đấy, nó hơi sáng. Thì mình sẽ đổi nó qua 10% hoặc 8%, xong rồi mình slightly mình touch cái này. Rồi nó tối xuống chút xíu. Cho nó match ok hơn vậy thôi. Ngoài ra là ok rồi.
Thế bây giờ là mình gần như xong rồi quý vị, chỉ có cái là mình chưa có trị lem thôi, đúng không? Lem nè. Bây giờ làm sao mà biết là lem? Bây giờ mình nhìn thấy gì? Mình nhìn, ví dụ như mình nhìn cái này nè. Nhìn cái này nè. Cái phần này nè. Nhìn cái phần này mình thấy nó hơi đen không? Bây giờ mình thả ra mình coi cái phía dưới nó như thế nào. Thì có phải là khi mà mình nhìn cái phía dưới không thì có phải cái này nó sáng không? Tức là mình bị lem rồi. Mình lem cái này nó quá đen. Thì mình sẽ get rid cái phần đen đó là mình ăn tiền, đúng không? Vậy thôi. Thì bây giờ đó, cái cách nào để mà mình làm? Thì bây giờ là cái cách mà mình chỉ cần phải học. Là mình có rất là nhiều cách. Tuần vừa rồi mình học cái gì quý vị? Blend đi. Blend if, vâng. Thì blend if mình có show quý vị cách chống chống lem không? Có. Có, đúng không? Hôm nay mình sẽ ôn lại. Rồi Hiền sẽ show quý vị cái cách chống lem mà dùng cái mask nữa. Mà một khi mình dùng cái mask, mình có thể dùng nhiều cái technology khác nhau mà mình đã học hết rồi. Technology đầu tiên là mình có thể dùng cái color range để mình làm một cái mask, đúng không? Technology thứ hai là mình có thể dùng luminosity mask để mà mình làm một cái mask, đúng không? Technology thứ ba không biết có là nói chưa, như cũng nói rồi, là cái sky select. Tại vì cái này là cái lem là nó nằm ở giữa cái sky và cái non sky, đúng không? Hôm nay mình sẽ show về ba cái cách thôi. Một là blend if, cái cách thứ hai là dùng một cái mask để mà sửa, và cái cách thứ ba là dùng cái sky selection để sửa. Thì hiện rồi quý vị là color range và cái luminosity mask, nhưng mà hiện sẽ skip cái color range, tại vì hai cái đó nó cũng tương tương đương như nhau thôi. Mình biết làm một thì mình sẽ biết làm hai. Ok, thì đại khái that's my plan. Thì bây giờ nó để mà làm cho nó suôn sẻ thì hiện sẽ make copy của cái top layer. Cái top layer là cái layer mà mình sửa. Thế lần ra hiện sẽ make hai cái copy nữa để mà hiện làm ba cái method khác nhau, đúng không? Thì bất cứ cái method nào mình cũng đều làm một cái mask bằng tay trước rồi, đúng không? Thì cái đó là cái common denominator, cái đó là cái đầu tiên mình sẽ làm. Xong rồi, bây giờ mình sẽ đổi tên cho mình nhớ nè. Cái đầu tiên là mình sẽ dùng blend if, tại vì tuần rồi mình học rồi. Đấy, cái thứ nhì là mình sẽ dùng, mình gọi nôm na là luminosity đi, tại vì nó là luminosity mask. Ok, cái thứ ba là cũng là luminosity mask, nhưng mà không phải, tại mình dùng sky selection, đó là một cái selection method thôi, chứ mình không có dùng luminosity. Ok, thì mình sẽ gọi nó là sky. Ok, ba cái method khác nhau, thì mình chỉ làm một cái method một lúc thôi, nên sẽ unclick hai cái method đầu. Okay. Mình sẽ là nhìn cái blend if, đúng không? Cái blend if này đó là như lần trước mình nói đó, là mình sẽ trộn cái layer phía trên với cái phía dưới. Okay. Tùy theo nếu mà mình muốn show cái phía dưới hay là mình show cái phía trên. Okay. Thì cái scenario này quý vị phải hiểu. Cái phần, một phần của cái nhà nó bị tối, đúng không? Đó là cái phần tối chứ không phải là phần sáng, đúng không? Phần sáng là cái phần bầu trời, cái phần nhà là cái phần tối. Ok, thành ra đó, mình sẽ double click để mình vào cái blend if, đúng không? Mình nhìn đây nè quý vị, mình nhìn cái này nè, mình nhìn cái chỗ này nè nha, tại vì mình biết chỗ đó nó lên, đúng không? Rồi đây là cái current layer, thì cái current layer là mình muốn nó show cái gì? Mình muốn nó show cái bầu trời, đúng không? Mình muốn nó giấu cái gì? Muốn giấu cái nhà với mấy cái phần đen. Đấy, bầu trời là mình muốn show.
Thành ra nếu mà mình muốn dùng cái phần trên để mà mình làm á, thì mình có phải kéo cái phần đen không? Kéo phần đen để làm gì? Để mà che cái phần đen. Rồi cái phần đen phía trên lên, phía dưới lên. Ok. Hoặc là mình dùng ở phía dưới thì cũng vậy thôi. Mình mà muốn cái phần đen ở phía dưới nó hiện lên nữa. Phần đen phía dưới là mình biết là nó không có bị lên. Thành ra mình mà đem cái phần đen phía dưới lên đó, thì mình sẽ sửa được cái nhà cái lem này. Okay. Nhưng mà như lần trước Hiền nói đó, mình mà dùng cái phần dưới mình có thể dùng luôn cái color và lem nó giúp mình thấy. Nếu mà mình dùng cái trên đó thì có lúc nó work, có lúc nó không có reliable. Thành ra khi mà mình muốn dùng cái color và lem để mà mình nhìn cho mình thấy cho nó dễ đó thì mình nên dùng cái dưới. Thì mình dùng cái dưới để làm gì? Mình muốn show cái phần đen của cái dưới lên, đúng không? Khi mình muốn show cái phần đen phía dưới lên thì mình nắm cái phần đen phía dưới mình kéo. Rồi, all the same time mình phải nhìn vô cái chỗ này coi nó đổi màu hay không. Okay. Nắm cái này mình kéo. Thì phải kéo chậm tại vì bị delay. Bắt đầu thấy nó đổi màu như vậy, thấy nó đổi màu rồi phải không, thấy đổi màu rồi phải không, đây nè màu chỗ này nè, bắt đầu nó đổi rồi. Thì bây giờ mình ngưng, hold down on it key, mình bấm cái này để mình switch. Cái này là tuần rồi mình học nhiều rồi đúng không, rồi mình sẽ kéo thằng này cho tới lúc nó biến mất. Ok là xong. Ok xong rồi mình có thể tắt cái color lên, bấm ok, control zero. Như vậy là mình đã chữa cháy được rồi. Nhưng mà quý vị thấy có nhiều trường hợp, cái thí dụ này là một trong mấy cái điển hình là nó vẫn còn lên. Ok, mình sửa được phần này nhưng mà mấy phần này nó vẫn lên. Chẳng những nó lên mà trên này nó cũng bắt đầu nó bị mất. Không tệ lắm nhưng mà quý vị thấy là có những cái trường hợp plain if nó không có work well. Well enough, đấy là plain if. Ok. Có ai có câu hỏi nữa không? Mình có thể tweak nó nhưng mà mình sửa cũng được bao nhiêu. Đó là cái cách dùng blend if. Cái blend if nó có một cái lợi, nó không có perfect nhưng mà nó có cái lợi nó rất là nhanh. Mình chẳng có cần phải làm mấy, mình chẳng cần phải paint trước, chẳng có cần làm gì hết. Kéo một cái rẹp một phát là xong, tốn có 2 giây. Đây là mình chữa được 90% của cái bệnh của mình. Ok, rồi, đó là blend if. Bây giờ Hiền sẽ làm một cái cách khác để mình chống lem. Bây giờ cái lem này trở lại rồi, cái này nè lem trở lại rồi đúng không, tại vì hiện anh click cái blend if rồi. Ok, có ai có câu hỏi hỏi nha, hiện nói hơi nhanh không, hơi nhanh chút break. Rồi thì đó, bây giờ mình sẽ dùng cái luminosity để mình chữa. Thì cái mục đích của mình là gì? Là mình muốn một cái mask mà nó có cái edge của mấy cái tòa nhà này perfect để mà mình chống lên. Vậy thôi, đúng không? Nó lem vô đâu? Nó lem vô cái nhà. Thành ra mình muốn chọn là chọn cái gì? Mình chọn cái phần đất để mà mình chừa cái phần đất. Chứ mình không có muốn chừa cái phần bầu trời. Nhưng mà mình biết là cái bầu trời nó ngược với phần đất, đúng không? Nếu mà mình select cái bầu trời thì mình chỉ cần inverse nó lại là mình có cái phần đất, nó dễ làm hơn đúng không? Nên mình phải 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 work smart, mình sẽ chọn cái bầu trời nhưng mà mình sẽ invert nó. Okay. Thành ra bây giờ là chọn cái technology mà chọn luminosity chỉ có 2 cái thôi. Mình thật ra nó có nhiều hơn nhưng mà lớp của mình anh Hiệp với Hiền với anh Tuấn chỉ cho quý vị là 2 cách thôi đúng không? Thì 2 cái cách đó, cái cách thứ nhất là
cách color range đúng không? Cách color range đã học rồi đúng không? Thì khi mà mình muốn chọn cái bầu trời thì bây giờ là thêm một cái là quý vị thấy là mình cũng phải là phải work smart, là cái bầu trời thường nó sáng đúng không, mình bấm highlight. Nhưng mà cái problem là cái gì quý vị? Ở cái dạng tối này nó quá tối, cái bầu trời nó not really that bright, bầu trời nó không có được sáng lắm. Thành ra khi mà mình dùng cái selection này á, cái bầu trời này là that's not good. Mình muốn chọn cái bầu trời nhưng mà cái này là khó chọn nó tại nó tối quá. Thành ra we don't do it here. Này là cái mình work smart. Mình bỏ này đi. Thay vì mà mình làm một cái selection cho cái dark này đó, tại bầu trời này nó quá tối, mình sẽ tạm thời ấn click rồi mình xuống như này. Ok, mình xuống như này, mình ấn click hết rồi thì bắt buộc nó phải chọn cái thằng này. Mình xuống cái này hoặc là mình xuống tí dưới này, nhưng mà dưới này thì cái phần này dưới này nó sáng quá, đôi lúc nó sẽ không có good bằng cái trên này. Là cái bầu trời nó sáng đủ nhưng mà cái định nghĩa của mấy cái nhà nó rõ hơn. Đó là tại sao hiện sẽ dọn cái này để mà dùng cái gì, dùng luminosity selection, dùng cái layer này thay vì cái layer trên này. Ok, đó là mình work smart. Có ai có câu hỏi nữa không? Mình muốn chọn ở đâu cũng được hết, mình chỉ cần highlight nó là nó ok. Một là mình có con mắt, hai là mình highlight nó là nó sẽ chọn cái phần đó. Ok, thành ra bây giờ mình vô color range. Ok, rồi mình vào trong highlight. Quý vị thấy nó chọn rất là nhiều không? Nó lên tùm lum đúng không? Nhưng mà quý vị nhìn nào, cái edge của cái building này là perfect. That's really good. Ok, thành ra mình có thể chọn cái này. Easy không quý vị? Ok, mình có thể chọn cái này bằng cách là mình bấm rồi cái này là được rồi. Nếu mà mình muốn fuzziness thêm chút cũng được nữa. Like this. Thì mình get rid ở phía trên nhiều hơn chút đúng không? Mà cái edge nó vẫn còn good. Không có good được. Như vậy đi. Thực ra mình muốn là muốn cái edge của cái building, nhưng mình không care cái bầu trời. That much. Cái đó dễ sửa lắm. Ok, thành ra mình chọn như vậy. Rồi, mình nói ok. Dạ. Anh cho Nina hỏi. Vâng. Hỏi đi chị. Chị nói Dạ. to lên chút được không? Nina bấm vô nó chỗ cái color range rồi mà cái picture nó không có thân là black and white. Chị break up rồi, hiện không nghe chị nói gì hết. Dạ, bây giờ nghe chưa? Dạ. Đấy là khá hơn chút nhưng mà vẫn còn nhỏ. Chị nói lớn lớn dùm chút. Bỏ mắt xem mông lên rồi đó. Nina mở cái color range layer ra đó Vâng. mà không thấy cái image nó turn black and white. Ok, cái này mình Dạ. đã nói rồi. Thì nếu mà chị mà không có muốn nó black and white đó, thì chị phải đổi cái selection preview qua grayscale. Sorry, cái gì đổi qua grayscale đi. Dạ. Đúng rồi. Cảm Okay, ơn anh. sorry, đó tại vì Hiền nhớ là mình nói rồi nhưng mà Hiền không có blame chị đâu, tại vì mình học Dạ. xong mình quên là cái chuyện bình thường thôi. Sorry, đáng lẽ Hiền mới nói. Ok. Rồi, như vậy á là mình thấy nó black and white dễ hơn đúng không? Thật ra mình cũng không cần. Nhưng mà cái này mình thấy nó dễ nè. Đó là tại sao Hiền sao? Bật grayscale như vậy. Bật grayscale lên nè. Selection preview. Thì đó, cái này đó, khi bây giờ mình bấm ok thì nó sẽ chọn cái selection cho mình vậy thôi. Đúng không? Cái selection nó look like a mess nhưng mà you know that. Tại vì mình nhìn cái màu đen trắng đó, mình biết là nó chọn đa số là mấy cái trắng, chỉ có mấy cái mây. Mà mình có cần mây không quý vị? Không, đúng không? Tại vì mình muốn chọn cái edge của cái building, thành ra mình có thể giúp nó bằng cách mình vào đây nè, mình chọn quick selection, xong rồi mình make sure là cái này ở cái trừ đúng không? Bên này nè, make sure nó trừ.
thì mình sẽ trừ cái phần ở trên này, mình trừ mấy cái mây ra, đúng không? Trừ cái mây ra. Úp, trừ nhiều quá. Control Z. Phải cẩn thận, lúc mình trừ nhiều quá là nó gone. Follow Dũng Anh nhưng mà nó không có select hết gì cái máy anh là Cũng không sao chị, thật ra mấy này mình cũng không ok, tí nữa mình sẽ sửa xong. vì Tại sao hiện trừ nó nhảy hết trơn vậy, cái selection nó vẫn còn, mình không thấy. Ok, that's good. Bây giờ nó chọn cái edge, nó miss một cái nhà, mình sẽ cộng nó thêm. Rồi cái này nó ngược, nhớ không, hồi nãy mình nói gì, mình muốn invert nó, mình có thể vào đây nè, mình invert nó. Ok, nhưng mà đại khái là bây giờ mình có selection rồi, tí nữa mình sẽ show quý vị cách làm. Nhưng mà bây giờ đó tạm thời đó, hiện không có xài cái này, hiện show quý vị cách select rồi, nhưng mà thì muốn ôn lại luôn cho quý vị là cái cách xài Luminosity Mask thì nó cũng giống như cái này vậy thôi, nhưng mà bây giờ hiện sẽ deselect cái này. Ok, rồi mình trở lại, thay vì mà mình xài cái của Color Range thì mình sẽ xài Luminosity. Thì cái Luminosity á, mình vào trong cái channel, đúng không, vào trong cái channel. Nếu mà mình muốn mình có thể chạy cái action để mà mình generate mấy cái channel khác, nhưng mà hiện muốn thật ra không cần. Mình muốn cái gì? Mình muốn select cái bầu trời, đúng không quý vị? Mình có thể chọn nè, cái này và cái này và cái này, cái nào có cái định nghĩa tốt nhất thì nghĩ cái blue là định nghĩa tốt nhất, đúng không? Nhưng mà cái này chưa đủ, cái này chưa có select cái sky đủ, thành ra mình phải là giảm cái cường độ ánh sáng lại. Nếu quý vị nhớ cái bài học này cũng nên ôn lại. Thế bây giờ đó, muốn make cái selection 50% thì sao? Thì mình hold down control key, đúng không? Rồi mình click vào cái này thì mình có 50% selection, nhưng mà 50% này nhiều quá. Mình muốn giảm nó xuống 25% thì mình làm những gì? Quý vị có nhớ không? Cái này hiện không có expect quý vị nhớ, nhưng mà quý vị phải nhớ nha. Hold down control alternate shift. Okay. Cross intersect itself, cái này là intersect. Đó là 25%. 25% mà chưa đủ. Intersect thêm một lần nữa. À, nó thành 12.5%. Okay, now we have a selection. Now we have a selection, just like that. Đúng không? Rồi bây giờ mình lấy lấy đây lại, make sure. Mình có selection này rồi. Selection này mây nhiều quá, mình không muốn mây, mình có thể trừ nó, đúng không? Mình vào đây, mình hold down on the key. Nếu mà cái này cộng, hold down on the key nó sẽ thành trừ. Mình sẽ, mình phải cộng hay trừ ra để nghĩ lại. Mình phải cộng chứ không trừ. Mình cộng. Hồi nãy mình làm sai đó. Mình làm cái color range bị sai. Mình cộng. Mình cộng nó vô chứ mình không phải trừ. Hồi nãy mình làm ngược. Đó tại sao nó không work. Ok. Bây giờ mình trừ ra hết rồi á. Mấy cái này nếu mà mình muốn mình cũng có thể là trừ nó ra, là bây giờ cái này nó nằm ở ngoài mình sẽ trừ. Hold down cái on trừ luôn. Trừ bớt.
sir, không cần phải là precise. Ok, thành ra mình có một cái selection của cái sky tương đối khá perfect. Đúng rồi. Mình muốn cái edge thôi, thật ra mình cũng không care mấy cái. Nhưng mà nhớ cái gì? Mình thật ra mình muốn là mình muốn ngược lại. Thành ra mình phải invert. Mình có thể invert nó ở đây Vậy này. đấy. Vâng. Vậy. Mình có thể dùng select sky để mình select sky Vâng, sau tí đó. nữa em sẽ show anh làm cái đó anh. À cái này là khác. Dạ. Cái này là mình dùng Luminosity Mask để mình làm. Ok. Đấy, tại vì mình show với quý vị hai ba cách chứ chẳng lẽ không show gì hết rồi. Một phần hiện cũng có cảm tưởng với quý vị đã bắt đầu quên rồi đúng không? Quên về Luminosity Mask này nọ. Thật ra cái sky á là cái dễ nhất trong cái thí dụ này. Cái này thì mình phải sửa một chút đúng không? Cái sky không cần phải sửa luôn. Ok. Thì mình có thể là inverse bằng cái này hoặc là mình vào trong select mình bấm inverse. Same thing. Thế okay, nhưng mà tại vì cái này nó có sẵn ở đây rồi nè, mình chỉ dùng cái này. Mình invert nó qua thì bây giờ là mình có cái ray selection rồi. Thì bây giờ mình làm cái gì? Có phải là mình muốn cái phần đen nó define cái edge này không? Tức là mình muốn cái đen này nó sharp hơn để nó cover mấy cái lem đúng không? That's the idea. Ok, thành ra mình sẽ đổi cái màu này qua màu đen tại vì mình muốn load cái màu đen. Load cái selection đó, mình muốn load cái nào mà được select thì nó sẽ biến thành màu đen nếu mà cái foreground màu đen. Vì nhớ như vậy. Cái cách mà Hiền làm, tí nữa Hiền sẽ làm là cái nào mà được select thì nó sẽ biến thành màu đen. That is what we want. Thành ra đó, mình phải trước nhất cái foreground màu là phải màu đen. Xong rồi, mình hold down on the key. Okay. Rồi mình bấm cái backspace. Okay, quý vị thấy cái này nó đổi không? Tức là bây giờ đó, nó đổi cái edge. Bây giờ mình sẽ deselect. Quý vị thấy nè. No more lamp. Đúng không? Hết lamp rồi. Perfect selection. Không có lamp chút nào. Ok, đó là mình dùng cái Luminosity Mask để mà mình chống lên. Ai có câu hỏi nữa không? Đấy. Thành ra bây giờ mình có perfect blend. Theo ý của Hiền thôi, chưa chắc đã là perfect blend. Thành ra mình thấy ok, look good. Là xong, đây là tấm hình xong rồi. Đối với Hiền. Đấy. Bây giờ nếu mà quý vị bật cái này lên, thì có phải là cái ánh sáng này nó đi nó có nó con mắt của mình vào trong cái bầu trời nhưng mà bầu trời nó đen đủ để mà mình ở đó khoảng chừng mấy giây rồi bắt đầu mình đi xuống mình qua qua bên phải mình coi không qua bên phải coi xong rồi xuống bên này coi không đấy là mình thành công hơn là hồi nãy đúng không hồi nãy là mình get stuck ở trên cái bầu trời and now this is better. Cái này nó vẫn còn hơi tối. Final picture thì làm tăng sáng lên chút nhưng mà this look good enough for the initial đúng không? Rồi bây giờ thì sẽ bỏ cái này đi bật cái này lên. Thì bây giờ bị lem lại đúng không vậy? Cái này không bị lem nè. Cái này lem nè, quý vị thấy khác nhau nhiều không? Lem nhiều không? Lem rất là nhiều. Đôi lúc mình không để ý, mình không thấy nó lem nhưng mà thật ra in reality nó lên lem rất là nhiều. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái sky. Sky selection. Sky selection nên thì mình không có care là mình dùng cái nào hết. Cái đó là cái advantage của nó hơn được cái luminosity. Thì nó care vào cái cường độ ánh sáng còn cái sky này là nó dùng technology khác nó nhìn coi cái nào là cái sky thành ra nó chọn cái sky thành ra mình không cần phải lo okay.
Rồi mình chọn sky ở đâu mình cũng vào trong select. Đúng không? Chọn cái sky ở đây. Okay, bấm sky. Thì thằng này nó vào nó chọn cái sky cho mình almost perfection. Don't have to do anything. Okay, xong rồi, again, mình muốn gì? Mình không muốn cái sky. Mình muốn the opposite, thành ra mình sẽ inverse nó. Đấy. Bấm này, inverse. Inverse xong làm gì? Make sure cái này màu đen. Đúng không? Make sure cái này highlight. Again, mình làm gì? Hold down on it, bấm backspace. Boom, xong. Deselect. Xong. Perfect blend. Ok. Không có còn lên nữa. Bầu trời. Absolutely good. Cái đó là ba cái cách. Một là blend if, hai là dùng luminosity, ba là có thể dùng một cái selection nào khác. Trong cái thí dụ này cái sky selection là perfect. Thì mình có thể dùng mấy cái này để làm gì? Để mà chống lem thôi. Còn cái phần hard work tay được. Ok. Mà cái method của Hiền á, thường là làm mấy cái blend này á, quick and dirty Hiền dùng blend effect trường. Nhưng mà quý vị có thể dùng anything else. Ok, rồi như vậy là xong rồi đó quý vị. Quý vị có câu hỏi nào không nhỉ? Hôm nay mình đi hơi nhanh ha. Nếu mà đi nhanh Kia thì đấy, có thể. Dạ. anh làm lại cái step cuối đó, khi mà anh invert xong rồi anh nhấn cái alternate backspace sao đó Dạ. để cho cái đó chậm lại chút, sợ Ok. mọi người không theo kịp đó. Ok, bây giờ đó. Mình trở lại đi ha. Bây giờ mình tới cái phần là mình select cái sky xong rồi, đúng không? Select cái sky xong rồi á là trừ phi mà mình muốn load cái sky cũng được nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị load cái sky nó không có giúp quý vị gì hết. Tại sao? Tại vì cái lem là nó nằm ở dưới cái building chứ nó không có nằm ở trên. Nếu mà quý vị load cái sky vô bằng cái màu trắng thì nó không có help gì cái lem của quý vị hết. Đó tại sao mình phải là inverse nó. Tại vì mình muốn cái phần ảnh hưởng là cái phần ở phía dưới. Đúng không? Tức là mình invert nó như vậy. Đúng không? Mình invert nó. Invert nó này. Nếu mà mình muốn chắc ăn hơn một chút quá, cái này là cái hơi hơi lạc đề một chút. Nhưng mà nếu mà cái này đôi lúc mà nó chọn sát quá đó, mình có thể expand cái selection. Nếu quý vị có nhớ đó, cái này là một cái ôm luôn. Mình mà muốn expand selection mình vào select rồi mình má đi phải, đúng không? Mình có thể expand cái selection hoặc là contract. Cái này là mình đã invert nó rồi đúng không? Invert chưa ta? Invert rồi. Mình invert chưa nhỉ? Rồi rồi, mình Ôi invert được vợ rồi. rồi anh. Invert rồi thì mình phải là contract. Tại mình muốn cho cái bầu trời nó lòi ra một chút nữa. Thành ra thay vì mình expand mình sẽ contract. Mình contract khoảng chừng 1 pixel hoặc là 2 pixel, 1 pixel là đủ rồi. Maybe 2 đi. Exaggerate mà mình sẽ làm 2 pixel. Right? Thì nó sẽ bị lem 2 pixel nhưng mà mình. Ok. Rồi bây giờ là cái phần mà anh Dũng muốn coi kỹ nè. Cái idea đó, bây giờ cái selection mình là cái building với là cái foreground, đúng không? Bầu trời là không có được select, còn ngoài ra select everything. Đúng không? Thì đó, cái mà mình làm là mình on backspace, tức là mình fill cái màu vô. Nếu mà mình có một cái mask mà nguyên một cái mask mà, thì cái màu màu là cái màu này nè. Màu này và màu đen thì mình sẽ fill nó màu đen.
màu này là màu trắng, mình sẽ fill nó màu trắng. Nhưng mà nếu mà mình có selection thì những cái selection mới được fill thôi. Vậy hiểu đó, cho cái đó là mình đã học rồi. Selection là cái sẽ được fill với cái màu. Ok. Thành ra bây giờ mình muốn cái gì? Mình muốn fill bằng màu đen. Tại vì mình chỉ muốn show cái bầu trời ở phía trên thôi, đúng không? Thật ra mình không care phần dưới này nữa, mình chỉ muốn cái border thôi, nhưng mà cái này thì cũng không sao, tại vì nó cũng giống như đen hết thì nó cũng là show cái ở dưới lên thôi, không có gì khác. Thành ra mình chỉ cần cái edge này thôi, chứ mình không cần cái gì khác. Ok, thành ra mình đã có màu đen rồi, mình mà hold down on it, bấm backspace thì nó sẽ fill cái màu đen vô trong cái selection của mình, tức là cái building và cái phone vậy thôi. Thành ra bây giờ này, với cái màu đen này, với cái mask selected này, anh thấy có cái edge đây không? Thấy cái mask nó selected này. Bên này là cái hình nó selected cái gì? Ok, mình bấm cái này nè, phải là nó đổi qua cái mask nó được selected không? That is what I mean. Khi mà cái mask nó selected là mình sẽ fill nó vô cái mask. Mà chỉ là cái selected portion của cái mask này. Và nó mình hold down on it, mình bấm backspace. Thì nó sẽ fill màu đen vô. Nhưng mà tiếc một cái, nó fill cái màu đen vô đó. Thì nó chống hết cái lem, nhưng mà cái phần này nó cũng bị hết bị đen luôn. Thành ra mình sẽ sửa nó một chút bằng cách mình sửa cái này thôi. Là mình sẽ dùng cái cọ màu trắng, đúng không? Để mà mình sơn đen cái phần lại, make sure floor nó nhỏ, make sure này fill thêm cho nó tối xuống. Bao giờ quý vị cũng cần phải sửa cái này, có quá sáng không? Nếu mà sáng quá mình cũng có thể làm cho nó tối xuống chút xíu, cho nó đừng có bị quá abrupt, đúng không? Lúc nó sáng quá thấy nó giả tạo. Ok, thì vậy thôi. Như vậy là mình xong rồi, mình có thể đi select. Cái mà tôi nghĩ là anh Dũng anh hỏi á, là làm sao anh fill cái selection vô cái mask. Ví dụ như bây giờ anh có một cái selection, anh muốn fill vô cái mask, bất cứ một cái mask nào phải, thì anh chỉ cần bấm ô chỗ này backspace thì nó fill vô cái mask cho Dạ anh. đúng rồi, đúng rồi. Cái Thì mà anh hình có Dũng show rồi đó. cái nhiều giờ nhiều người cần fill là tại sao, làm thế nào mà mình bây giờ anh làm cái vanity cho giữa nó sáng đi, một cái khác đi. Dạ thôi bây giờ để hình phiếu nguyên cái mask này màu trắng hết đi. Ok, thì Đó, phiêu. trước nhất á hình sẽ đổi nó qua màu trắng, đúng không? Nó có sẵn màu trắng rồi. Ok, highlight cái mask này nè. Bây giờ hình muốn cái mask màu trắng thì hình chỉ cần on it backspace là nó sẽ fill cái màu trắng thôi. Cái màu foreground, cái gì mà mình làm on it backspace là nó sẽ fill hết, tại vì mình không có selection, thành ra nó fill nguyên cái mask màu trắng hết, hiểu chưa? Rồi bây giờ đó, thêm một cái này cũng ôn lại. Nếu mà anh muốn copy cái mask đã có sẵn rồi lên đến này, cái mask này nó giống y, đúng không? Bây giờ nè, thì muốn copy nó thì mình hold down cái on it key, nắm nó kéo lên đó, ra nó nói mình thấy xong. Yes, thì mình kéo cái mask lên, cái này rất là dễ, nhảy qua như lại. Mấy cái này mình phải tập hoài để mình quen, mình nhớ, thành ra dễ ẹc. Bây giờ một khi mà mình biết xài rồi, mấy cái này dễ ẹc làm sao cũng được hết. Muốn copy kéo nó lên thôi, hold down on it key kéo lên. Cái xong rồi, nếu mà bây giờ trở lại là bây giờ là foreground màu đen, đúng không? Mình mà muốn fill này màu đen thì cũng on in the backspace thôi. Ủa, tại sao nó lại là màu trắng? Oh, anh phải đổi cái background, cái màu đen lên. Oh, I thought I did. Ok, muốn fill nó màu đen thì on it backspace là nó thành màu đen thôi. Ok, rồi muốn copy đằng nào cũng được, copy đằng này cũng vậy thôi. Hold down on it, key kéo nó lên. Thả nó ra thì nói yes. Là xong. Ok, copy rất là dễ. Rồi thêm cái nữa, nếu mà mình muốn tạm thời disable
một cái mask thì mình bị hold down shift key, mình click vào đó thì tạm thời nó sẽ disable để mà mình thấy cái ở dưới, đúng không? Ý mình thấy cái ở trên, mình thấy cái bên 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 trái của nó. Mình hold down shift key bấm cái này thì nó sẽ take effect. Rồi nếu mà mình muốn show cái mask trên cái này thay vì nhỏ xíu đây, muốn show nó lên đây giống như này color range thì mình hold down on the key này. Bấm thằng này thì cái thằng mask này nó nhảy qua đây. Okay. Mình muốn không nữa, hold down on the key, bấm thằng này thì cái mask nó về lại cái chỗ cũ. Okay. Có những cái trick này chỉ có hai ba thứ để nhớ thôi, và mình làm được rất là nhiều. Mấy cái mask nó sẽ không có làm cho mình sợ nữa. Ok, còn có ai có câu hỏi nữa không? Bây giờ còn sớm quá hả? Sớm chưa? Cũng không sớm Cái này bao nhiêu là chính. anh Hiền ơi, Dạ. cái này phải thực tập nhiều lần mới nhớ được. Vâng vâng đúng rồi. Thì bây Đúng, giờ phải làm đó, cái quen này tay đó. mới được. Dạ. Cái này là anh chị chịu khó tập đi, tại vì đó, cái này đó thật ra là mình đã học là cũng là 3 năm rồi. À, mỗi Cái năm. vâng, hiền biết là có nhiều người mới học năm nay, nhưng mà cho những người mà học 2-3 năm rồi thì bây giờ nó nên thấm rồi đó quý vị. Thành ra nếu quý vị mà chưa thấm, quý vị phải tập nhiều hơn. Một khi mà nó thấm rồi sướng lắm, mình làm mấy cái này dễ dàng, mình chẳng cần phải nhớ nữa. À, một khi mà mình đã biết rồi mình không quên nữa. cái Như cái hiền quan bây trọng giờ, dạ. ok cái quan trọng á là làm sao mình select cho đúng cái mà mình muốn. Dạ đúng rồi. Khi mà select đúng được rồi đó là các anh chị có thể sửa được tất cả rất là nhiều. Nếu anh chị muốn nhiều hay ít, đổi opacity, đổi sáng tối, đổi sao cũng được hết, nhưng mà cái select của mình mà không đúng thì nó sẽ tèm nhem, anh sĩ anh sẽ nhìn ra ngay từ từ. Vâng đúng rồi. Thì cái anh Hiền anh chỉ bữa nay á, là có nhiều cách để mà select cái nào nó work trong trường hợp nào. Vậy như cái trường hợp này thì select sky là perfect, nhưng mà có những cái trường hợp khác mình select sky nó không có work, mình phải dùng cái luminosity hay là mình phải dùng cái plane ip, hoặc là mình phải matching giữa cái plane ip rồi mình làm thêm cái luminosity, mình combine hai ba thứ lại là một để cho nó ra cái perfect selection cho mình. Dạ. Cái đó là có nhiều cái trường hợp xảy ra. Khi nào mà anh quý mà quý stuck trong những cái hình nào mà bị làm không được thì gửi vô cho anh Hiền hay cho tôi, thì tụi này sẽ nghĩ ra một cái cách perfect để mà cho anh chị làm. Dạ, cái nào mà bí đó thì không biết anh Francis có đây không nhỉ? Francis không có đây anh. Tại vì Hiền thấy một hai tấm hình, không phải tấm nào cũng bị, nhưng mà một hai tấm bề hình surfing của anh Francis thì cái selection của cái người surfer đó nó bị vấn đề, tức là nó bị lem. Mà mình đã học quá xá nhiều cái cách khác nhau để trị lem rồi đúng không? Nhất là hôm nay học lại nè. Thành ra không có lý do nào mà mình làm sáng một cái người surfer mà lại để lại bàn tay lông lá tùm lum được. Ra không biết anh Francis anh có học Photoshop không ta? Nếu có ai gặp anh Francis nhắc Francis đi học Photoshop đi. Nếu anh không học, tại vì I think he needs Tại it. vì Hiền thí để dụ ý đa số quý vị là improve so much. Bây giờ như hình của quý vị ra đẹp không tưởng tượng được. Sửa da, sửa đồ, những tiến bộ vượt bậc. Sửa landscape cũng là absolutely amazing, tức là quý vị get được rất là nhiều những bài học thì nó làm cho mọi người feel very happy. Hiền biết là anh Hiệp cũng nghĩ giống như Hiền, anh Tuấn cũng vậy. Hiền feel rất là happy tại vì mỗi khi Hiền thấy quý vị mà hình ra mà không có được đúng như ý đó là mình cũng buồn lắm đúng không, tại vì mình muốn chia sẻ này để cho quý vị improve. Nhưng mà anh thấy là on average là quý vị là do such a good job. Absolutely good.
Nhưng mà học lui học lại thì càng ngày nó càng tiến bộ. Mới đầu đó thì mới học thì thấy trời ơi, cái này làm sao mà sửa rồi. Mình sợ tùm lum, nhưng bây giờ mình hết sợ rồi, mình sửa tương đối rồi. Với Sẽ lại có. nhiều khi lúc đầu á mình take a long time để mà sửa tấm hình, nhưng mà khi mà mình sửa chừng 5-10 lần trở lên rồi đó, mình làm rất là lẹ. Dạ đúng rồi. Thành ra quý vị mà làm lần đầu tiên, một hai lần đầu mà thấy lâu quá đừng có nản. Thì khi mà quen rồi á, là chỉ thí dụ như anh Hiền anh bấm mà đổi màu đen qua màu trắng, anh đâu cần nhìn đâu, anh chỉ bấm chữ X à. Thí dụ như cái bây giờ cái màu đen này thành màu đỏ đi, anh muốn nó trở lại đen trắng, anh chỉ bấm chữ D là nó ra rồi. Dạ Nó đúng mình rồi, làm chính riết xác. thì nó sẽ quen, nó làm rất là lẹ. Đừng có nản. Dạ đừng có nản. Với là thêm một cái nữa nha, Hiền thấy quý vị rất là good. Nhưng mà Hiền vì mai những cái quý vị mà không có bao giờ hỏi á, thì nếu mà quý vị ngại hỏi đến lúc sợ là show ra là mình vẫn chưa có ghét được. Nhưng mà trong cái lớp của mình đó, giảng viên với là học viên đều như nhau, là mình chỉ muốn chia sẻ thôi. Mình Hiền là không không có phiền là người nào chưa biết thì cứ hỏi. Hỏi thì Hiền sẽ nói lại. Hiền không có bao giờ nói là học hoài mà không có chịu nhớ. Nhưng mà nếu mà Hiền mà lòi ra Hiền nói như vậy là I don't mean it. Hiền muốn là quý vị không biết thì cứ tỉnh bơ mà hỏi thôi. Không có một cái câu hỏi nào mà dở hoặc là hay hết. Không Thật ra thì câu hỏi hay thì mình sẽ khen, nhưng thì mà không có cái câu hỏi nào dở hết. như lúc hồi xưa mà lúc mà tôi bắt đầu học á, là tôi viết từng step một, rồi xong rồi tôi đọc cái step của tôi làm lại, nó vẫn không ra như thường. À, đúng rồi, đúng rồi. Ai cũng bị cái đó hết, đúng không? Nên tôi rất là hiểu. Nó thấy chị Nina chỉ làm theo vậy chứ kỳ sao, là chị bây giờ chị viết xuống chị làm theo vậy chứ ngày mai chị làm lại cũng nhiều khi cũng không Dạ, ra. làm lại lại không được á, đó. Nhưng mà đừng có nản, làm vài lần mình sẽ nhớ được, những mỗi lần mình nhớ một chi tiết nhỏ thôi. Mỗi lần như cũng như là mình học chụp hình, mỗi lần mình vô một cái nhỏ thôi, tự nhiên một cái lúc nào đó là nó pop up. Ví dụ như bây giờ cái bầu trời này, bây giờ anh bấm vô cái mask, cái sky mask của tôi, bấm cho nó ra cái hình trắng đen đi. Muốn cái trắng đen anh. Muốn cái mask đó, cái mask của cái sky á. Ồ Alternate dạ. click vô cái mask được rồi. Đó. Bây giờ cái phần này phần trắng là nó 100% màu trắng. Nhưng mà giờ tôi không muốn cho nó 100% trắng, tôi muốn nó 90% trắng thôi, thì sao tôi đổi với màu đen, tôi sơn cái màu trắng này 10% là tự nhiên là tôi lấy được 90% thay vì 100% của cái bầu trời. Tại nhiều khi cái bầu trời nó tối quá, tôi không muốn nó tối quá, tôi muốn nó hơi sáng một chút. See, đó là một À, cách. chính xác. Quý vị hiểu anh Hiệp cũng nói không, tức là anh Hiệp nói là bây giờ mình để cái flow thấp thấp, thường cái cầu opacity nó more precise, cái flow nó mạnh lắm, mà thay vì 10 để 8 maybe 7 thì nó cũng giống như 10 của cái kia. Cái nấm lắc của Hiệp nó không có bắt lên. Ok, 7 chẳng hạn. Ok, xong rồi mình sướng nè. Như anh Hiệp nói đó, thay vì nó trắng tinh thì nó có 8% màu đen một chút vô, đúng không? Thì nó thay đổi cái mask của mình, tức là cái bầu trời á, nó sẽ không có còn đậm đặc như là hồi nãy nữa, tại vì nó có một phần đen rồi. Nếu mà Hiền sơn thêm một lần nữa đó, thế nào Hiền sơn lên một lần nữa thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ không còn đậm, nó sẽ sáng hơn, thấy không? Mỗi lần mà Hiền sơn một cái lớp vô nó sẽ sáng hơn. That's the idea. Cái idea của cái mask là nó infinite. Okay. Nếu mà mình mà muốn, tại vì sao? Tại vì bây giờ nó show cái phần ở dưới lên, mà phần ở dưới cái sky nó sáng hơn là cái phần ở trên. Thành ra đó là tại sao mình mà sơn nó đen nó một hồi nó sáng lên. Tại vì nó show cái phần ở dưới vậy thôi. Thì cái lúc mà blend if rồi cũng vậy đó, thay vì mà mình sơn đen thì mình đẩy cái lever đó, mình thay đổi cái cường độ màu đen với màu trắng, thành ra nó sẽ show nhiều hay show ít là vì vậy. Hai cái concept này đó tại sao tuần trước đó, Hiền show với quý vị sơn trước
xong rồi mới qua Blend mình làm hai cái đó nó relate. Anh Hiền ơi, em có hai câu hỏi anh Hiền. Ok. Thứ nhất là cái lợi với cái hại của manual blend với mình để cho cái Photoshop nó tự động HDR. Hai cái đó Ok. mình nên làm cái nào nó hay hơn anh Hiền? Theo Hiền cái manual blend nó hay hơn nhiều. Ok. Tại vì mình có thể control exactly what we want. Còn mà khi mà mình dùng HDR đó thì nó đoán cho mình làm xong nó cho mình sửa nhưng mà sửa không được bao nhiêu. Ok. Ví dụ nè, thật ra đó nếu mà quý vị xài HDR quý vị nên xài của cái thằng ECR đi ha, chứ đừng có xài cái thằng đừng đừng có xài cái thằng trong Photoshop thì nó dở hơn, nhưng mà it's basically the same idea. Bây giờ để Ok mình làm thử đây. anh Hiền, để tôi trả lời câu này cho. Ok, nếu mà những cái trường hợp như cái tấm hình này nè, từ cái tấm tối qua tấm sáng nó cách nhau khoảng chừng maybe half cho tới một cổ độ, một EV vậy. Nhưng mà có những cái trường hợp mà nó khoảng chừng 2 EV, phải sáng tối quá nhiều đó, mình chụp tới 2 EV separation, thì cái khi mà cái tụi Photoshop nó gắn vô nó rất là nó có những cái đường rất là sắc bén ở trong nó. Vậy thành ra khi mà mình mở giữa sáng với tối đó, nó không có cái smooth transition giữa sáng và tối. Thì có những cái trường như cái trường hợp như tấm ba tấm hình này, tôi nghĩ là làm HDR bằng Photoshop ok. Nhưng mà có những cái trường hợp mình làm vô mình nhìn thấy nó như là robot vậy đó, nhảy từ trắng qua đen qua Yeah, mờ, thật nó ra không có smooth transition, thì mình phải làm bằng tay. Anh vô cái automate rồi rồi làm HDR rồi thử hả? Yeah. ví dụ dùng cái này đấy, chọn ba này. How does it turn out? Okay. Nhưng mà cái hình này nó không có khác nhiều lắm, thành ra tôi nghĩ nó làm được. Làm được nhưng mà đối với Hiền ấy, thì tay nó vẫn là hơn. Đây nè, bây giờ đó cái mà chưa sửa gì hết đó, nó lúc cả awful đối với Hiền. Ok, rồi nó cho mình sửa. Ví dụ như mình có thể đổi gamma. Anh cứ click OK đi để nó default hết đi. Nhưng mà xấu quá. Thì Khoan đây để hình đó sửa là đi, lý tức do mà là tại to be sao mình fair. không có xài Automate được. Có nhiều Dạ. trường hợp mình không có xài Automate được. Làm sao anh? Trường hợp không xài automate làm sao? Tức là mình phải xài menu, như cái trường hợp này nếu mà nó cho như vậy mà mình để default hết. Vậy. Thì nó ra cái hình giống như vậy. Dạ đúng rồi. Thầy Thì Lộc có mình thấy vậy không? thấy thấy anh là khi cái mà vừa mình rồi em chụp ok HDR rất là nhiều, full em chụp 2 EV không à, thì bởi vậy em muốn coi coi cái em có làm thử một cái tấm HDR. Nhưng mà tại vì hôm đó trời mưa quá em mới đổi nó qua trắng đen, thì em chưa có để ý giống như anh Hiệp nói cái transition giữa cái sáng với cái tối nó giống như robot, thì không, bây em giờ chưa Lộc có để coi ý. nè, Lộc coi cái tấm hình này với tấm hình hồi nãy, tấm hình nào đẹp hơn? Tấm hình hồi nãy anh blend thì đẹp hơn tấm hình này nhiều. Yeah, đó Và cái này dường thì như là nó thiếu cái 3D á, phải không? Còn cái này thì nó quá sáng. Cái yeah, này thì đó nó cho mình sửa một phần, nhưng mà cái bottom line là cái này là
Not that good, nhưng mà và cái thằng Photoshop nó lousy. Thành ra đó, thật ra mình nên xài cái ACR hơn là Photoshop. Cái thành em ra đó. em lên thử rồi mà nó cái bầu trời nó không ra như ý em muốn, tại Đúng vì rồi, em chụp tại vì một dù cái mà tấm. blend bằng HDR thì dù đâu có control nhiều. Dạ em Đó, chụp tại cái sao tấm mình phải mà blend bằng đen, tay. em chụp cái tấm đen để cho bầu trời thấy, tại vì lúc đó bầu trời nó trắng quá, thì em chụp tối 2 khẩu độ để em lấy cái bầu trời đen đúng cái mây đen, nhưng mà khi em xài HDR thì nó lại ra bầu trời không như ý em muốn. Đúng rồi, tại vì cái HDR đó như mình nói đó, là khi mà mình lucky thì nó cũng khá lắm, mà cái lúc mà mình không có lucky đó, thì là tiêu tiêu tăng thần. Okay, tức là mình không có control. Còn thật ra Lộc có thể không có thích cái style mà I like, okay, the way I blend it, đối hiện như vậy là thích. Nhưng mà nếu mà Du muốn nó đều hơn, Du muốn nó sáng đều hơn, You can do it by manually blending. You have all everything in your disposal để mà Du làm theo cái ý của Du muốn. Ok. Nhưng mà bây giờ này, nếu mà Du xài bây giờ đó, đối với Hiền á, hồi nãy mình đã show cái thằng Photoshop rồi, terrible đúng không? I don't even like it. I would not use it for a million bucks. Ok, nhưng mà cái thằng này nó tương đối nó khá hơn, mình highlight nó. Xong rồi mình vào đây nè. Mình nói là mình merge vô HDR. Thằng này nó sẽ do a little bit better job. Ok, nhưng mà trong cái thí dụ này là có do better không? Not really. Tấm này á, chứng tỏ tấm này rất là khó để mà làm HDR. Mình thấy không? Tấm này á, ba tấm này hình không phải cố ý chọn là nó most lousy đâu. Nhưng mà the fact is like ba tấm này mình làm HDR mà tự động là nó terrible. Look at that. That is not usable at all. Không, nhưng mà em đồng ý là làm manual thì nó như ý mình, nhưng mà thấy anh làm thì dễ, nhưng mà chắc chắn em làm không biết có được hay không. Không, không, Lộc cứ thử thì cái một cái đó là đi, Du phải. thấy thấy thử một hai lần đi, không có khó đâu. Nhưng mà Nếu thấy anh mà Hiền làm thì thấy dễ quá. không, không, nếu Du mà Du thực muốn tập á, chút thôi Lộc ơi, không có bị đâu. nếu mà làm không được á thì Lộc gọi cho anh rồi mở online này nè, mình go all one on one. Thật Còn cái ra đó câu hỏi mình thứ cũng hai đó anh Hiền, em khi hồi nãy giờ anh load là JPEG, nếu mà em load mà ba tấm RAW thì sao anh Hiền? Nó y sẽ chang qua thôi ACR à, không có khác gì hết à. y chang nữa. Dạ, y chang. Dạ, tức là mình load JPEG để cho nó nhẹ cái máy thôi, chứ còn không có lý do nào. Thường là mình làm hình thiệt mình đâu có bao giờ xài JPEG đâu. JPEG mà đẹp được tức là RAW nó sẽ đẹp hơn. You just keep that in mind, tại vì nó dễ sửa hơn. Cái thành ra trong cái thí dụ này á, ba cái tấm này, tại vì á, khi mà hình chụp ba cái tấm này hình không có xài automatic EV, tức là mình dùng bằng tay, tức là mình chụp một tấm tối để mà make sure là cái bầu trời vừa ý. Hiện là làm bằng tay hết, thì không có chụp bằng bằng bracketing. Đấy, chụp bằng tay khi mà mình có thì giờ đó, chụp bằng tay hết, tội gì chụp automatic làm gì. Thì hiện chụp cái bầu trời perfect cho một tấm, rồi cái chính giữa nó perfect cho một tấm, rồi một cái tấm, tức là mình chụp ba tấm làm sao mà mình make sure là cái dynamic range sẽ được cover hết là ăn tiền. Nhưng mà cái problem khi mà mình làm như vậy thì cái thằng Photoshop này apparently it doesn't like it, nó thích cái EV đều nhau hơn, thì nó mới biết trộn dễ hơn. Nếu mà mình mà chụp bằng 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 exposure bracketing thì nghĩ là nó sẽ do a better job.
Nhưng mà mình mà chụp kiểu này đó là look at it, it's doing a terrible job. Cái này là hoàn toàn bỏ đi sai được. Anh em, có thể anh zoom vô một chỗ nào ở cái nhà để mình coi coi nó trộn như thế nào. Vâng. Hình như cái S của nó làm không được good rồi. Cũng tùy cái anh già, cái này là maybe nó có một chút, cái này nó hơi bị problem một chút, là mình phải sửa thêm. Bên này thì ok, bên này thì ok. Nhìn chung chung thì thấy giống như là cái app nó bị gì. Không, tại cái này là JPEG nên thắng. Cái này là nó là Nhưng single. mà bây giờ mình bỏ cái này đi, cái này khá không, cũng không Cái hình quá đâu. original của nó đã vậy rồi. Và cái blend it nó better. In some way, nếu mà anh care về mấy cái mà nó sharp quá hay không, thì thằng blend it nó không có làm sharp được. Nó bao giờ cũng lem lem, nhưng mà nó lem một chút thôi, thành ra nó look more natural. Nhưng mà mấy cái S này rất là dễ sửa. Hồi nãy là hình đã, thật ra tại vì mình cũng sơn cái màu màu đen vô nhiều, để mình bỏ hết cái màu đen coi. Bỏ hết cái màu đen thì chuyện gì xảy ra nhỉ? Này là cái sky, cái original sky. Đúng không? Trước khi mà mình mess around để coi lại cái nó có good hơn không? Hay cũng vậy thôi. Hồi nãy mình mess around quá nhiều. Này nó much better, tại vì hồi nãy nó mess around. Hello. Cái này không có bao nhiêu hello, nó là cái original nó đã có rồi. Cái này tại Ok. sao không thấy hello? Thì tại vì hồi nãy mình mess around với một số mấy cái mình quẹt bằng tay đại khái tùm lum thêm. Còn mà cái original này nè, rất là good, cái sky này là perfect, đâu bị hello đâu. Tại vì hình shrink nó đó, hình shrink nó xuống một chút, nó help. Xuyên 2 pixel. Shrink 2 pixel nó help. Cái kia là không có shrink. Cái shrinking này nó help. Cái này nó cũng hơi một chút đó, nếu mà kinh nghiệm thì mình có Thường thể mình chụp làm cái qua. scene này là phải có halo nhiều lắm. Nhưng mà đâu có nhiều đâu, À, thì tại cái hình vì này. đó là một cái kỹ thuật mà mình dùng, hoặc là blend if, hoặc là mình dùng luminosity, thì mình phải là shrink với là expand cái selection của mình để mà mình protect nó, thì nó hết bị lên thì mình không cần phải làm gì nhiều. Nên thấy cái này là nó cái này là hoàn toàn acceptable. Tại có lẽ là tại hồi nãy anh expand cái bầu trời ra, thành ra nó cái Hồi nãy là tại vì mình discuss rồi, anh Hiệp nói là hình paint thêm tùm lum làm cái lúc nó ảnh tại hưởng vì đúng không? anh làm cái expansion đó là nó Đó. hello luôn. Rồi mình đổi đổi cái thằng này qua thằng kia đó, hiện copy tùm lum hết, thành ra nó lộ đoạn cào cào lên, hiện copy hai ba cái mask on top of each other. Mà còn mà mình mà trở lại cái dạng nguyên thủy, nó very clean sky selection, it's not bad at all. Cái luminosity là hiện copy lên xuống nhiều, thành ra cái này không có reliable. Thằng này nè, better. Thành ra good lắm, anh không bị gì đâu. Cái technique này là try and true, hiện tốn rất là nhiều thời giờ mới là khám phá nó được. Càng ngày mình làm càng tốt thì bây giờ nó thành như vậy. Thời xưa là hiện, nếu bị hello vậy phải mở lên như vậy này, rồi clone từng cái pixel một, mệt chết luôn á, thời đó đâu biết Đánh làm. hello sửa. Thì mình thời xưa mình sửa vậy đó. Rồi sau đó là mình mới figure out là ok, mình paint, nhưng mà mình chỉ là paint cái phần nào mà sáng thì nó mới tối xuống thôi, đúng không? Thì ví dụ như thay vì mình dùng normal nè, rồi mình từ từ mình biết là mình dùng darken chẳng hạn,
hoặc là brighten thôi, lighten hoặc là darken thôi, thì ví dụ như là cái phần này trắng đúng không, thì mình mà bật quá darken á thì mình sẽ sơn cái thằng này á thì nó đụng tới cái này, nó không có sơn cái thằng này. Đấy, không học tức là lighten đó. Đó đại khái rồi đó, thì mình protect được thì mình học thêm nhiều cái trick, nhưng mà mấy cái đó không có đáng. Mình chỉ cần học rất là đơn giản, mình dùng một tay mình quẹt sao cho đúng ý mình, nhưng mà mình không có sờ lem, tại vì mình mà sờ lem thì nó quá chậm đúng không, một khi mà mình muốn protect lem mà bằng tay nó quá chậm, thành ra mình phải nghĩ tới một cái cách làm automate. Thì có ba cách, cái mà nhanh nhất là cái Vanish, cái không có nhanh bằng là Luminosity Mask, hoặc là nếu mà mình chọn được những cái thí dụ mà Sky Selection được, ok, hoặc là color range thì cũng là luminosity rồi, subject được nè, ví dụ mình chọn subject mà nó chọn được cái building chẳng hạn thì mình đóng tiền rồi đúng không, không biết cái này nó chọn cái gì để thử này. Chọn subject nó chọn cái gì, đôi lúc mình lucky nó sẽ chọn đúng cái ý mình mà nó không tìm được subject. Để thử này. Thằng này nó sáng hơn nó mới tìm được, không thấy subject. Dạ, subject này nó là mang mấy mấy cái mà thường cái problem là khi mà mình phải highlight nó. Yeah, thường thường đôi lúc mấy cái landscape mà nó chọn subject cũng được, tại vì nó look for people hoặc là look for something really big in right in the middle, cái này in the middle không có gì. Nhưng mà đôi lúc mình lucky đó, mình chọn những cái mà nó tìm được, như là cái sky thì nó quá dễ đúng không, nhưng mà mình nên biết để mà mình chọn, nó save mình a lot of time. Rồi cái vụ mà mình inverse á, mình muốn chọn the rest của bất cái sky, nhưng mà mình phải khôn là mình chọn cái sky xong rồi mình invert ra, mình save a lot of time. Ok, như vậy là xong nha. Nếu quý vị không có câu hỏi nữa thì mình hãy ngừng ở đây. Cũng hơn anh 9 giờ. Anh Hiền, cho hỏi anh Hiền. Lúc ban đầu anh vào, anh tính là mình có ba cái hình, nhưng mà mình muốn load một cái hình khác nữa mà nó chậm lên, mà nó không có match, tại vì có người vào disturb thì nó quên cái đó. Yeah, đúng rồi. Ok, hình sẽ show cái đó. Bây giờ đó, giờ xong cái này rồi phải không? Không cần phải xem nữa. Phải làm lại từ đầu này. Ok, không, bây giờ anh lưu hai tấm thôi, rồi tấm thứ ba anh lưu riêng. Đúng rồi. Ok. Bây giờ mình load, không, sorry, làm lại. Load cái này trước, right? Load file into stack, load hai tấm này và tấm này. Ok, align. I'm okay. Và mình load hai tấm này mình nói tại sao mình quên load một tấm rồi, thì bây giờ mình vô đây mình trừ phi mình start lại từ đầu, nhưng mà mình sẽ mở nó riêng đúng không? Thì thằng này qua đây, ví dụ như mình sửa cái này xong load nó qua bên này, thành ra bây giờ mình có hai tấm hình này, một cái là nó có hai thằng. Okay. Một cái là có một thằng, mình muốn mang thằng này qua cái thằng hai thằng kia đúng không, thì mình chỉ nắm thằng này nè, kéo nó lên đây. Okay. Cái này nó behave a little bit different than before. Mình lên đây xong rồi á, mình á thường là cái này nó phải pop lên, mà xem hôm nay nó lại không pop. Không biết tôi là chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ nên từ phía với lại cái màu xanh á. Cái màu xanh. Oh yeah, maybe. Cái, yeah.
Bây giờ về đây, anh copy and paste qua cũng được nữa. Ctrl A, Dạ đúng Ctrl rồi. C, Ctrl V. Không, nhưng mà tuy là nó không có pháp nhưng mà nó vẫn work. Nó vẫn work nhưng mà nó Đó, không có tức là show. bây giờ mình hold down shift key tại mình muốn load nó vô cùng một cái chỗ. Ok, mình thả nó. Ok, thì nó sẽ nhảy vô. Ok, thì nó nhảy vô. Kéo nó, thực ra như là anh Hiệp nói đó. Mình cũng có thể làm như vậy, nó tí nữa hiện show quý vị luôn. Thì bây giờ nó vô là cái thứ ba này. Giờ mình vô đây. Ok, thì mình Ctrl A để mình select nó, right. Xong rồi mình Ctrl C để mình copy nó, đúng không? Xong rồi mình qua đây. Ok, rồi mình Ctrl V để mà mình vào. Có ai có câu hỏi không? Cái cách của anh Hiệp rất là hay nè. Cũng dễ thôi, không có gì khó. Nhưng mà quý vị phải nhớ Ctrl E để mà select, Ctrl C để copy, Ctrl V để mà paste. Có ai nhớ được không? Có muốn mình làm lại không? Làm lại ha. Ok, bây giờ nè, cái này là mình có rồi, đúng không? Bây giờ mình muốn add thêm một cái nữa. Bây giờ deselect nó trước. Ok, thì mình cũng có thể dùng cái này để mình select, nhưng mà nó mất công. Ctrl A là select everything. Đây nè. Ctrl A. Select everything. Đúng không? Xong rồi mình vô, mình copy. Đúng không? Thì mình có thể edit rồi mình copy là Ctrl C. Nhưng mà mấy cái này mình nhớ mình không cần phải dùng cái menu, đúng không? Thành ra mình làm lẹ Ctrl E là select nè, Ctrl C copy nè. Ok. Xong rồi, mình qua bên này. Qua bên này thì mình sẽ vào edit, mình Ctrl V để mình paste. Mình có thể làm vậy. Mà nếu mà mình nhớ shortcut thì mình đi qua đây mình làm Ctrl V. Nhưng mà that is basically what you do. You vào đây edit, you bấm cái paste, Ctrl V. Thì nó vô vậy thôi, rất là dễ. Ok. Xong rồi sau khi mình xong cái này rồi mình có thể delete. Đấy, nhưng mà cái problem là cái tên của nó không có đúng rồi, mình phải đổi tên thôi. Nhưng mà that's minor, đúng không? Ok, như vậy là xong cái bài học hôm nay ha. Hy vọng là quý vị giúp quý vị được nhiều hơn. Anh Hiệp tuần sau anh Hiệp có dạy được không nhỉ? Dạ, đừng sao tôi thấy kia anh này. Ok anh. Tuần sau thật ra em vẫn còn ở trong town nhưng mà em phải là đi lo giấy tờ, phải là Không, anh last cũng nên minute nên re... everything, pack đồ tùm lum. Thành ra Không, có thể. để tôi recall cho anh recover đi chứ anh làm Dạ riết anh ok, đâu cảm có ơn anh. ai Dạ. Rồi sau đó thì hình đi, hình đi 2 tuần sau đó nữa. Ok. Thì 2 tuần đó mình sẽ shut down. Tại anh Hiệp cũng đi luôn. Anh Tuấn Yeah. cũng đi luôn. Ok, rồi bây giờ hình dung nha. Ok, good night mấy anh chị. Dạ, cứ nay Rồi, cảm cảm ơn ơn anh mọi người. Hiệp. Thank you.